Không mua cái nhỏ, không mua chứ bự vậy. Ai uống không, bớt không? Ba muốn bự mà. Thì nó cũng nhớ giống tiền với nhau thôi à. Ồ, này 675 nhớ kia năm mấy, năm mấy? Năm đó. 575. Nè 575 mà nó để tên đó thì nó vẫn tính mình 575 mà, chứ nó không có giảm. Bự quá, uống nhiều mập chứ làm gì con? Bự quá, uống nhiều mập chứ làm gì con? Năm bự. Hi, hello mọi người nha. Bây giờ 5-6 giờ chiều rồi nè mọi người thấy không? Còn nắng chang chang luôn á mọi người. Nam chuẩn bị đi về. Cảnh vật xung quanh nè mọi người thấy không? Không có một bóng người luôn. Bây giờ là ngày chủ nhật mà, người ta đi về hết rồi, đâu có bóng người nào đâu. Nè thấy không? Tóc đẹp không? Tóc rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Rất là xì tai tốt luôn. Tóc rất là xì tai luôn nha mọi người. Tóc rất là đẹp nha. Hello mọi người. Hi. Hello mọi người nha. Hello mọi người. Vlog tiếp theo của Nam nha mọi người. Tóc nay bù xù tí, bệnh không có chải tóc nha mọi người, thông cảm nha. Bệnh không có chải tóc nha mọi người nha. Nam đang ăn cơm nè mọi người. Ăn cơm với đồ chai, với còn mấy khúc hủ qua ở trong tủ lạnh đó mọi người. Năm mới hâm, nó đóng hỏi luôn nè. Bây giờ Nam sẽ ăn nha mọi người nha. Mới đây mà tới vlog thứ 7 rồi mọi người. Nhanh thì cương á. Sau cái clip sau cái vlog này thì Nam sẽ tường thuật lại cái vlog về hoa cải á, vườn hoa cải á, mọi người, năm rồi á, mọi người. Năm ngoái 2021 á, nó sẽ nằm trong cái vlog thứ 8 nha mọi người nha. Nam sẽ ghi là như là tổng hợp lại những cái vlog, những cái khoảnh khắc gì á mọi người. Bây giờ Nam ăn cơm nha mọi người nha. Có chuyện gì nữa Nam sẽ quay cho mọi người xem. Hi, hello mọi người nha. Nam mới đi chơi về nè mọi người. Nói đi chơi về không cũng không đúng. Đi chơi nãy giờ chắc khoảng về khoảng 2-3 tiếng về trước rồi mọi người. Ten 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 ten. Góc này sẽ có mặt ở trong MV sắp tới nha mọi người nha. Xuất hiện không có nhiều nha. MV sắp tới thì sẽ có một cái mối cảnh Nam sẽ ở đây nha, ở góc này nha. Mới hớt tóc nè mọi người, kiểu tóc huyền thoại. Hoa nè mọi người thấy không, hoa nè mọi người. Đủ luôn. Hồi nãy thì Nam có mua đồ, Nam chuẩn bị đồ để quay MV tiền tỷ. Mọi người nhớ ủng hộ Nam nha mọi người nha. MV tiền tỷ nha mọi người. MV này chắc như là MV yêu lại từ đầu vậy mọi người. Nó sẽ kết thúc vào tháng 12. Không biết có kịp không nữa. Nó sẽ lên sóng vào tháng 12 nha mọi người.
Vì hậu kỳ á, phần hậu kỳ rất là quan trọng, làm sao mà để MV nó hay. Và nó MV này Nam cũng có dùng kỹ xảo nha mọi người nha. Quay từ đầu tới cuối luôn, Nam không có lấy dữ liệu nha. Vì MV yêu là từ đầu á mọi người. Mọi người biết không, khi mà quay á, bắt đầu lên ý tưởng á, thì gặp một số lý do, một số trục trặc kỹ thuật, cho nên Nam phải khúc chót là bước sang năm mới luôn á, là Nam phải gấp rút thực hiện cho bằng được. Cho nên Nam đã lấy một ít dữ liệu ở trong tư liệu của mình là của năm 2016 mọi người, để Nam quay, để không phải để Nam edit vào. Bây giờ có chuyện gì Nam sẽ quay cho mọi người xem nha. Mọi người nhớ bấm subscribe kênh và đăng ký và like cho Nam có động lực nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem clip này của Nam nha. Hi hi. Hi hi. Hi, hello mọi người. Nam mới vừa với mấy em đi đi ăn về nè mọi người ơi. Bây giờ đang hội tụ sống ảo chút rồi mới về. Nhà quán hồi nãy Nam ăn nè. Mọi người thấy không mọi người? Nè, đây là những thành phần sống ảo. Sống ảo mà còn rệnh gung luôn á mọi người ơi. Rệnh quá trời luôn á mọi người. Ai vậy? Xe kìa. Rệnh quá à. Bây giờ có chuyện gì nữa Nam sẽ quay cho mọi người xem. Hi. Hello mọi người. Bây giờ Nam chuẩn bị đi kết cồn nè mọi người. Ăn mặc đơn giản nhưng mọi người nha, trời bây giờ đang âm u. Nè mọi người thấy không? Âm u lắm. Nè. Nó đang âm u. Nó đang âm u lắm. Đi kết cồn. Chiều nay nhà Nam sẽ ăn cháo gà. Và những hoạt động gì nữa Nam sẽ quay cho mọi người xem nha. Ủa cái này mình hát thôi, mình hát gì ra? Nhảy pha. Cái này là lỗi đó, mình lấy một cái một giữa đó đưa ra. Nhiều mà phải hát. Mình hát chín cơm nè, để nhiều năm gì đó. Nước một cái gì? Đá hoặc tủ lạnh gì đó. Yeah. Giờ ở bên đây nó đá gì? Một. Sao đúng không? Đầu này nó chưa mạnh á. Mạnh á. Thank you.
Nóng ngon. Nướng ra vậy. Có gì? Có đại phải chấm không? Có chứ, có tương chấm mà mình ướp chứ vừa ăn á. Có rau rồi vẫn ngắn. Ăn mặn ngon phải chấm. Thì cầm rau ra. Hơi mặn á. Hơi mặn á. Ăn mặn rất ngon. Buổi sáng nó nói không mặn nữa thêm. Ăn mặn á. Rồi cũng không mặn mà. Cái gì rau vừa vừa cũng cũng không rồi. Hi, hello mọi người. Nhà Nam mới vừa mua tủ lạnh nè mọi người. Ba cái tủ lạnh này đó. Người ta mới giao tủ lạnh này luôn nè. Nam mới vừa nhận cái tủ lạnh này nha. Nam mới vừa nhận tủ lạnh này bự lắm. Tủ lạnh đá nha mọi người, đông đá. Nè tủ lạnh nè. Hai cái, bây giờ cái này cái thứ ba. Bây giờ có chuyện gì nữa Tâm sẽ quay cho mọi người xem nha. Hi, hello mọi người. Chào mừng mọi người đã quay lại với Nam Nguyễn Cuộc Sống Mỹ Vlog. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Nam nha. Hôm nay là cái vlog thứ 7 rồi. Bây giờ là Nam sẽ kết thúc cái vlog thứ 7 nha mọi người. Mới đó mà 7 cái vlog rồi. Nam mong rằng sau này Nam sẽ có nhiều cái vlog hay hơn cho mọi người nha. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở vlog thứ 8 nha.